thật không ngoa khi cho rằng Tears of the Kingdom là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu game của năm 2023. Không chỉ bởi xây dựng thế giới quan rộng lớn và đa dạng, phác họa một nền đồ họa tuy không tả thực nhưng lại đầy tính nghệ thuật, mà đặc biệt hơn cả, đó chính là sự sáng tạo tồn tại trong mọi cơ chế của game. Tears of the Kingdom đem tới một thế giới ẩn chứa vô vàn những bí ẩn cũng như những điều thú vị chờ người chơi tự khám phá. Song, trong thế giới đa dạng này cũng ẩn chứa những khó khăn khiến bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để tôi tận dụng tốt tài nguyên, tối ưu năng lực để giải quyết những trường đoạn khó nhằn? Trong video này, Phá Đảo sẽ chia sẻ tới mọi người những thủ thuật trong Tears of the Kingdom mà chúng mình cho rằng thú vị và tâm đắc nhất, và chắc chắn nó sẽ giúp cho cuộc phiêu lưu của bạn trên vùng đất Hyrule trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bắt đầu thôi! Chúng ta đều hiểu rằng công dụng của một chiếc khiên là để đỡ lại những đòn tấn công của kẻ địch. Thế nhưng trong Tears of the Kingdom thì công dụng của nó không chỉ dừng lại như vậy. Chúng mình có thể điểm qua những công năng tiêu biểu như sau. Bạn đã từng có những phút giây hoảng loạn trong việc tìm cách kháng cự lại những vùng thời tiết khắc nghiệt như cái lạnh giá của vùng núi tuyết Hebra hay sức nóng của vùng sa mạc Gerudo. Bạn có thể nấu ăn để tạo ra các món ăn có buff chống chịu, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn bếp nấu hay nguyên liệu, còn chưa kể tới việc buff chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định mà thôi. Một bộ quần áo chống chịu rõ ràng là giải pháp tốt nhất, nhưng với mức giá vài trăm tới vài nghìn rupee là quá đắt, đặc biệt đối với những ai mới bắt đầu game. Vậy tại sao lại không sử dụng tính năng Fuse để giải quyết vấn đề nhỉ? Tất cả những gì bạn cần là tìm kiếm một viên đá Sapphire để chống nóng hoặc Ruby để chống lạnh, sau đó Fuse vào tấm khiên bất kỳ của mình. Thành phẩm của bạn sẽ là một tấm khiên đặc biệt không chỉ có ích trong việc tạo ra những đòn đỡ gây hiệu ứng lửa hoặc băng, mà nó còn giúp chống lại những vùng khí hậu khắc nghiệt tại Hyrule. Đương nhiên, bạn cũng có thể Fuse chúng với vũ khí thay vì khiên, nhưng rõ ràng chúng ta nên để dành slot Fuse đó cho những tài nguyên khác giúp tăng đam chứ nhỉ? Chưa kể là việc vũ khí dùng nhiều cũng sẽ dễ vỡ, nên phải tận dụng Fuse vũ khí cho mục đích tăng sát thương là tốt nhất. Vậy nên, đá quý Fuse với khiên vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Bạn còn nhớ kỹ năng Gale của Reveille trong phần game Breath of the Wild chứ? Thực sự đó là một công cụ cực kỳ đắc lực khi giúp người chơi bay thẳng lên cao, giúp tối ưu việc sử dụng dù lượn, từ đó có thể bay lượn từ điểm A tới điểm B dễ dàng, hay đơn giản là giúp bạn leo lên một địa hình trên cao. Tuy cũng khá tiếc khi bộ kỹ năng xuất hiện trong Breath of the Wild bị thay đổi hoàn toàn, thế nhưng kỹ năng Gale này vẫn có thể tái hiện bằng một cách khác. Tất cả những gì bạn cần là một Rocket Zona Device, sau đó sử dụng Fuse để kết hợp khiên cùng nó. Lúc này, tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng nút đỡ khiên và giữ trong khoảng 2 giây. Khi đó, Rocket sẽ tự động kích hoạt và giúp người hùng linh của chúng ta bay thẳng y như năng lực Gale của phần 1. Ngoài việc sử dụng Rocket, người chơi có thể mạo hiểm hơn khi sử dụng Fuse để kết hợp khiên với các vật liệu nổ như Flower Bomb hay thùng nổ, sau đó kích hoạt nhanh tính năng trượt khiên bằng cách ấn tổ hợp phím ZR cộng X và A, Link sẽ nhảy lên chiếc khiên và cùng đó tạo ra một vụ nổ giúp Link bay lên một khoảng trên trời. Tuy rằng khuyết điểm của nó là chỉ có thể sử dụng một lần, song nó vẫn là công cụ đắc lực giúp người chơi thoát khỏi những tình thế hiểm nghèo đấy. 2023 rồi, ai cũng mê hip hop thôi, và cả cụ Link của chúng ta cũng vậy. Đương nhiên với truyền thống Sigma qua hàng chục bản game Zelda từ trước tới nay thì Link không thể nào mà trở thành rapper được, song lại là một nghệ nhân trong bộ môn trượt ván. Như chúng ta đã biết thì ở phần Breath of the Wild, Link có thể sử dụng tấm khiên của mình để trượt. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hữu ích khi Link lao từ dốc xuống, đồng thời cũng đòi hỏi đường trượt phải phẳng nên cũng không được tận dụng quá nhiều. Thế nhưng đến với Tears of the Kingdom cũng chỉ với chiếc khiên đó, nhưng giờ bằng kỹ năng Fuse, Link sẽ tạo ra một chiếc ván trượt đúng nghĩa. Bằng việc Fuse chiếc khiên đó với những đồ vật có bánh xe như những xe chở khoáng thạch hay tiện lợi thì có thể sử dụng luôn Zonai Device Card sẽ giúp Link có thể trượt khiên ngay cả những địa hình không dốc hoặc gồ ghề, giúp việc phiêu lưu trên vùng đất Hyrule trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Khu vực dưới lòng đất của vương quốc Hyrule là một địa điểm khám phá khá độc đáo và nhiều bí ẩn, nhưng đồng thời nó cũng là nơi nguy hiểm nhất khi ném chúng ta vào một vùng đất tối đen mà không biết nguy hiểm gì đang rình rập. Để có thể thắp sáng vùng đất này, người chơi buộc phải tìm tới những rễ cây phát sáng và kích hoạt nó. Những rễ cây này sẽ vừa đóng vai trò là các điểm checkpoint giúp người chơi dịch chuyển như các shrine trên mặt đất, đồng thời như đã đề cập sẽ tỏa sáng giúp người chơi nhìn rõ được một phần của lãnh thổ nơi đây. Tuy nhiên, với một bản đồ dưới lòng đất rộng bằng diện tích của vương quốc Hyrule thì rõ ràng việc tìm thấy những rễ cây này thật sự không đơn giản, đó là nếu như bạn không biết tới mánh khóe này. Các rễ cây dưới lòng đất này nằm tại đúng vị trí mà các shrine xuất hiện trên mặt đất.
Thú vị hơn, thậm chí tên gọi của các strand khi đọc ngược lại chính là tên gọi của các line root đối xứng với chúng. Bằng cách này thì nếu đang loay hoay tìm kiếm line root, bạn có thể dễ dàng mở minimap, chọn lên mục map trên mặt đất và xem có strand nào gần vị trí của bạn không thì hãy đánh dấu nó. Như vậy thì khi quay trở lại map dưới mặt đất, bạn sẽ dễ dàng tìm được đúng vị trí có line root. Đương nhiên, mánh này cũng sẽ có thể áp dụng chiều ngược lại. Nếu phát hiện ra line root dưới lòng đất, bạn cũng có thể biết được rằng đang có một shrine ngay trên đầu mình và đánh dấu để sau này khám phá. Đúng là một mũi tên trúng hai đích nhỉ? Tuy nhiên, kể cả khi bạn tìm thấy line root thì việc di chuyển dưới lòng đất cũng rất khó khăn bởi sự xuất hiện của gloom, một loại chất lỏng tràn ngập dưới khu vực này và sẽ tạm trừ lượng máu của Link nếu nhỡ chạm vào. Thật sự đây là một cơ chế khá khó chịu khiến nhiều người chơi khi khám phá lòng đất luôn gặp tình trạng chết lúc nào không biết. Tuy nhiên, cũng không phải không có cách để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn dự trữ nhiều thiết bị Zonai thì có thể lắp thành những cỗ máy giúp Link di chuyển mà không phải tiếp xúc với chúng. Còn đối với những ai không có Lego để lắp, bạn vẫn có thể giải quyết vấn đề bằng việc tìm kiếm các Star Horse, những con ngựa xương xuất hiện dưới khu vực lòng đất này. Khác với những con ngựa bình thường sẽ hoảng hốt khi tới gần Gloom, Star Horse có thể dễ dàng phi đức đại, xuyên qua những đống bầy nhảy trên người này. Và đương nhiên, với cơ chế điều khiển dễ dàng cũng như khả năng bứt tốc, Star Horse chắc chắn là phương tiện di chuyển tốt nhất dưới khu vực lòng đất đó. Đương nhiên thì trong các kỹ năng mới của Link được giới thiệu trong Tears of the Kingdom thì Ultra Hand là kỹ năng nổi bật hơn cả khi cho phép người chơi kết hợp các vật thể lại với nhau để sáng tạo ra những công trình ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nổi bật này cũng phần nào khiến người chơi không nhìn rõ được những công dụng tuyệt vời của các kỹ năng khác mà tiêu biểu trong đó là Recall, khả năng đảo ngược chuyển động của một vật thể. Nghe thì trừu tượng là vậy đấy, song tính ứng dụng của nó thật sự rất lớn. Ngoài khả năng đã được thấy trong trailer như phản ngược lại các đòn tấn công tầm xa của kẻ địch hay khiến những hòn đá rơi từ trên trời xuống khinh công ngược trở lại bầu trời, thì còn có thể trở thành thang máy di động, đưa Link tới những nơi không với tới được như những địa hình trên cao hoặc những bờ vực quá rộng để có thể nhảy tới. Chỉ cần kết hợp với việc sử dụng Ultra, đưa một vật thể kích thước lớn tới nơi cần tới, sau đó đưa trở lại về ngay trước mặt Link để có thể nhảy lên đó. Sau đó, bằng việc sử dụng Recall lên chính vật thể kia sẽ khiến nó quay ngược chuyển động và đưa Link tới những nơi mà cậu không thể với tới. Còn chưa kể tới việc Recall có thể trở thành công cụ đắc lực và hỗ trợ trong chiến đấu như thế nào. Tuy rằng Recall không có khả năng đóng băng kẻ địch như Static của phần 1, song với tính năng đảo ngược chuyển động của nó thì bạn có thể dễ dàng tạo ra những cạm bẫy thổi bay kẻ địch. Chỉ cần sử dụng những vật liệu đơn giản như thanh gỗ, bạn có thể sử dụng Ultra Hand để quay tròn nó nhiều vòng. Sau đó chỉ cần lừa kẻ địch tới gần vật thể đó và kích hoạt Recall. Khi đó thì vật thể mà khi nãy chúng ta mất công quay vòng sẽ tự động di chuyển và đương nhiên sẽ đập thẳng vào mặt kẻ địch, thậm chí cả nhân vật chính của chúng ta nếu không cẩn thận. Trong suốt cuộc hành trình trên vùng đất Hyrule rộng lớn, ắt hẳn bạn cũng đã thấy những sinh vật phát sáng với hình dạng giống như con thỏ và sẽ vội vàng bỏ chạy khi nhận ra sự hiện diện của người chơi. Những sinh vật này được gọi là Blue Pea, có lẽ được kết hợp bởi từ Blue chỉ màu sắc của sinh vật cũng như đuôi Pea của từ Rupee là đơn vị tiền tệ trong game. Cũng như tên gọi, mỗi lần tấn công vào sinh vật này, nó sẽ rơi ra một chút Rupee để người chơi có thể thu thập được. Tuy nhiên, với đặc tính chạy trốn rất nhanh nên thật sự khó có thể coi đây là một cách farm tiền hiệu quả. Đó là nếu bạn không áp dụng đúng cách nha. Thay vì việc cố gắng tiếp cận một cách bình thường khiến cho Blue Pea dễ dàng bỏ chạy, bạn nên tìm một cách nào đó để đưa Link lên trên không một khoảng. Có thể áp dụng trick Recall mà Phá Đảo vừa đề cập trước đó. Sau khi bay lên trên không, hãy sử dụng dù lượn để tiếp cận Blue Pea rồi nhanh chóng sử dụng cung tên. Việc này sẽ tạo ra khoảng thời gian slow motion như trong ma trận, từ đó Link có thể tiếp tục tấn công Blue Pea bằng cung tên. Và đương nhiên, với mỗi lần tấn công chính xác là gần đó Rupee sẽ rơi ra. Vậy nếu bạn đang thiếu tiền để mua các vật phẩm trong game mà lại không muốn dùng phương thức mà đạo duplicate mà cộng đồng đang chia sẻ, thì phương thức này có thể coi là một trong những cách kiếm tiền Rupee hiệu quả nhất trong game đó. Ngoài vai trò là công cụ để farm tiền, Blue Pea còn có tác dụng là người chỉ đường cho chúng ta tới những hang động của vùng đất Hyrule. Hãy chú ý tới mỗi lần Blue Pea bỏ chạy, nó sẽ chạy về hướng có hang động gần đó nhất, nên hãy chú ý theo dấu nó nhé. Việc tìm thấy các hang động trên vùng đất Hyrule khá là quan trọng, bởi không chỉ trong đó thường có những mỏ quặng để chúng ta farm tiền, nó còn thường ẩn chứa những dương kho báu, chứa những trang phục độc đáo cho nhân vật Link của chúng ta.
Cũng phải nói thêm rằng trong mỗi hang động đều có một sinh vật cùng loại với Blue Pea có tên là Bubble Frog. Khi tìm ra hang động mới, hãy cố gắng dành thời gian khám phá và ít nhất tìm thấy Bubble Frog trước khi rời khỏi đây. Khi tìm và hạ gục được chúng, minimap của người chơi sẽ đánh một dấu tích trên hang động đó như một minh chứng rằng bạn đã khám phá nơi đây. Ngoài ra thì nhớ chú ý nhặt vật phẩm rơi ra từ sinh vật này vì sau này nó sẽ có ích trong việc trao đổi những thứ hữu ích đấy. Nấu ăn là cơ chế đã xuất hiện trong phiên bản Breath of the Wild, đồng thời cũng là thứ mang tính chất sống còn trong phần game đó, cũng như hậu bản Tears of the Kingdom này. Việc không có những điểm hồi máu rải rác trên bản đồ khiến cho người chơi phải tận dụng tính năng này để nấu ra những món ăn giúp Link hồi lại được lượng máu đã mất. Còn chưa kể tới việc nếu đưa những thành phần nhất định còn có thể tạo ra các buff hữu ích cho cuộc hành trình của chúng ta. Đa phần thì các nguyên liệu xuất hiện trong Tears of the Kingdom khá giống với phần 1, tuy nhiên trong phiên bản mới này lại xuất hiện một vật phẩm mới khá là thú vị mang tên Golden Apple. Đúng như tên gọi, đây là những trái táo siêu cấp màu vàng mà bạn có thể nhìn thấy trên các cây táo đỏ thông thường. Những quả táo này không chỉ để đẹp mà nó còn có công dụng cải tiến chất lượng của món ăn. Khi đưa táo vàng vào trong nguyên liệu nấu, nó sẽ giúp tăng lượng máu hồi lại so với công thức tương tự mà sử dụng táo đỏ bình thường. Đồng thời, đối với những món ăn có buff đặc biệt, nó cũng sẽ giúp khoảng thời gian tồn tại của buff đó lâu hơn so với mức bình thường nữa đó. Nói tới công thức, có một điều mà cá nhân người viết không thích ở phần 1 là việc nhặt được nhiều nguyên liệu, xong lại không biết nấu ăn như nào để ra món ăn hiệu quả nhất. Vấn đề này phần nào đã được giải quyết ở phần 2 khi đưa vào cơ chế cookbook, cho phép người chơi nhìn lại những công thức nấu ăn đã từng nấu hoặc kiếm được. Nó còn tiện lợi hơn khi bạn có thể dễ dàng bấm vào món ăn đó là game sẽ tự động chọn ra những nguyên liệu cần thiết, miễn là bạn có trong kho đồ của mình. Thật sự rất tiện lợi phải không nào? Tuy nhiên thì như đã nói, công thức chỉ được lưu trong cookbook khi bạn đã nấu ra món ăn đó hoặc tìm ra công thức nấu ăn tại các trại ngựa trên vùng đất Hyrule. Vậy nên bạn vẫn cần dành cho Link chút thời gian để tự tay thử nghiệm các công thức khác nhau. Cũng khá may mắn khi gần như mọi vật phẩm trong game đều có thể nấu thành đồ ăn được, từ những nguyên liệu bình thường như thịt, quả, hoa, cho đến các bộ phận của lũ quái vật mà bạn hạ gục được cũng có thể tạo ra các elixir với những buff cực khủng. Tóm lại, cũng như câu nói trong phim hoạt hình Gumball nổi tiếng, cái gì deep fry là đều có thể ăn được. Thậm chí cả những nguyên liệu đầy nguy hiểm như flower bomb cũng có thể cho vào nồi để tạo thành một món ăn, nhưng là những món ăn xứng đáng xuất hiện trong số mới nhất của chương trình Hell Kitchen mà thôi. This is wrong. Oh my god. This is wrong. You get out. Thật sự không ngoa khi nói rằng sự hấp dẫn của The Legend of Zelda Tears of the Kingdom chính là bởi sự sáng tạo ẩn chứa trong mọi thứ của game. Những bánh khóe mà phá đảo đề cập ở trên cũng chỉ là bề nổi của những thứ có thể làm trong tựa game này, và có lẽ là tới thời điểm video này ra mắt cũng đã có nhiều người biết tới nó rồi. Tuy nhiên, mục đích của phá đảo chỉ muốn đưa ra những chỉ dẫn cơ bản cho bất cứ ai tới với Tears of the Kingdom nhằm giúp các bạn có những trải nghiệm thú vị và hiệu quả nhất. Có rất nhiều thú vị khác còn đang chờ bạn, hãy cứ từ từ tận hưởng những cuộc phiêu lưu kỳ quái trên vùng đất Hyrule này nhé!